Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây, mời quý vị cùng điểm qua. Chưa tăng thuế sử dụng đất chuyển nhượng nhà thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp vận tải hàng hóa tổn thất lớn vì ách tắc đăng kiểm. Ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ phá sản. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ chưa thí điểm tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với đất ở, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng từ bất động sản thứ hai. Trong các kiến nghị đưa ra cuối năm 2022 và đầu năm này để sửa đổi nghị quyết 54 về một số cơ chế đặc thù, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thu thuế nhà đất thứ hai, tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với đất ở, tăng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản thứ hai trở lên. Nhưng tại bản dự thảo mới nhất vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Bộ Tư pháp thẩm định, các chính sách này đều được bỏ. Góp ý trước đó, Bộ Tài chính cũng phản đối việc đánh thuế với nhà ở, đất ở thứ hai vì lo ngại không đảm bảo công bằng trong nhiều trường hợp. Thực tế, giá trị nhà ở, đất ở có chênh lệch rất lớn. Nếu đánh thuế, sẽ có trường hợp bất động sản có giá trị không lớn lại thuộc đối tượng chịu thuế và ngược lại. Do đó, nếu áp dụng không đáp ứng mục tiêu chính sách thuế là điều tiết hợp lý thu nhập của người sở hữu nhiều nhà đất. Trong lễ sơ kết chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và công bố chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận hiện thành phố vẫn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở phù hợp khả năng chi trả. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, diện tích sàn nhà ở toàn thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 53,7 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở chân tự xây, đóng vai trò chủ đạo tăng 38,5 triệu m2 sàn, nhà ở thương mại chiếm tỷ trọng lớn thứ hai đạt 13,98 triệu m2 sàn, nhà ở xã hội tăng thêm 1,23 triệu m2 sàn. Mặc dù tình hình kinh tế xã hội chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, song thành phố vẫn phát triển thêm diện tích nhà ở. Dù vậy, thực tế cho thấy hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở phù hợp khả năng chi trả của công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa tương xứng với tốc độ phát triển nhà ở. Rất là khó khăn trong cái việc triển khai các cái dự án nhà ở xã hội hiện nay. Cả về mặt thủ tục, cả về mặt pháp lý, cả về mặt cơ chế để mà hỗ trợ ưu đãi. Dự kiến trong thời gian của 2025 thì chúng ta là 2,5 triệu. 21-25 là 2,5 triệu mét vuông sàn. Thực tế thì qua 3 năm triển khai gần đây đó, thì chúng ta không đạt được cái con số lẻ của con số này nữa. Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu tổng diện tích nhà ở sẽ tăng thêm 50 triệu mét vuông sàn và giai đoạn 2026-2030 là 57,5 triệu mét vuông. Thành phố Hồ Chí Minh đề ra một số giải pháp như phát triển nhà ở đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông và xã hội, chuyển đổi mô hình nhà ở thấp tầng sang nhà ở cao tầng hiện đại, cải cách thủ tục hành chính và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe ô tô khách hàng cần đăng kiểm trong tháng 3 tại Hà Nội là 75.682 xe. Trong khi đó, hiện chỉ có 8 trung tâm còn hoạt động, chỉ đáp ứng được khoảng 45% nhu cầu của người dân. Còn hàng chục ngàn xe chưa biết đi đăng kiểm ở đâu. Thiếu trầm trọng cơ sở đăng kiểm khiến các doanh nghiệp vận tải đường bộ, nhất là vận tải hàng hóa, thiệt hại nặng nề khi hàng ngàn phương tiện sơ mi rơ móc đến hạn đăng kiểm nhưng không đăng kiểm được. Sở hữu hơn 150 đầu xe tải thùng và xe container chuyên vận tải hàng hóa. Thời điểm này, ông Trần Đức Nghĩa, tổng giám đốc công ty vận tải Delta như ngồi trên đống lửa vì mất đi nhiều cơ hội đặt hàng của đối tác. Hàng chục xe của doanh nghiệp đến kỳ kiểm định nay vẫn phải chờ đợi đăng kiểm. Theo tính toán của doanh nghiệp, mỗi một đầu xe đăng kiểm xong cũng phải mất ít nhất một tuần, làm mất đi chi phí cơ hội cho mỗi xe container khoảng 1-1. Riêng Hiệp hội Logistics thành phố Hà Nội có 71 hộ viên doanh nghiệp thì đều lâm vào cảnh tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi doanh nghiệp số đầu xe lớn. Thông thường, mỗi đầu xe chở được khoảng 3 chuyến hàng, thì nay mỗi xe mất ít nhất 3 ngày nằm chờ kiểm định. Thì doanh nghiệp mất khoảng 20-30 triệu đồng, chưa kể nhiều chi phí phát sinh. Nếu không có giải pháp hiệu quả, sẽ ảnh hưởng đến đời sống an sinh khi tài xế cũng phải nghỉ việc. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, có tới 40% số lượng xe đang chờ kiểm định trong tổng số 800.000 xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Nguy cơ nhiều doanh nghiệp sẽ bị chủ hàng kiện hợp đồng kinh tế vì chậm giao hàng đang dần hiện hữu.
có lẽ đây là một cái sự kiện là chưa từng có trong cái ngành đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ của Việt Nam, và gây những cái tác động rất là sâu rộng đến cái hoạt động vận tải cũng như là cái việc mà sử dụng cái phương tiện để lưu thông trên đường bộ nói chung. Chúng tôi rất là mong muốn các cái cơ quan có thẩm quyền để nhanh chóng có cái chỉ đạo cũng như là sự phối hợp chặt chẽ để làm sao giải quyết cái tình hình này trong cái thời gian sớm nhất. Nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn nhân lực phục vụ công tác kiểm định xe cơ giới trong thời gian trước mắt, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số biện pháp. Trong đó, đề nghị cho hoạt động trở lại các đơn vị đăng kiểm đã bị đình chỉ hoạt động nhưng chưa hết thời hạn tạm đình chỉ nếu đã đáp ứng được các điều kiện của Nghị định 139 năm 2018 của Chính phủ, đồng thời cho phép các phương tiện quá hạn đăng kiểm trong vòng 15 ngày được phép di chuyển đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Xin được chuyển sang phần tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật, Silicon Valley Bank SVB, một trong những ngân hàng lớn nhất vùng Silicon Valley và lớn thứ 16 ở Mỹ, đã bất ngờ tuyên bố phá sản ngày 10 tháng 3. Động thái này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này và làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu, khi khiến hàng tỷ đô la Mỹ tiền gửi của nhiều công ty và nhà đầu tư bị mắc kẹt. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng thương mại lớn thứ nhì trong lịch sử nước Mỹ, sau vụ ngân hàng Washington Mutual Wamu sụp đổ năm 2008 do thời kỳ khủng hoảng tài chính. SVB sụp đổ sau khi khách hàng đổ xô tới rút tiền trong tuần này do lo lắng về tình trạng tài chính của ngân hàng này. Giới chức điều hành ngân hàng bang California đã ngay lập tức đóng cửa SVB và chỉ định cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang là nơi nhận tiền bán các tài sản của SVB sau này. Theo thông báo của cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang, trụ sở chính cũng như toàn bộ chi nhánh của SVB sẽ mở cửa lại vào ngày 13 tháng 3 và tất cả khách hàng có bảo hiểm sẽ được rút hết số tiền gửi có bảo hiểm chậm nhất là trong sáng hôm đó. Tuy nhiên, theo cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang, tính tới cuối năm 2022, có tới 89% trong tổng số 175 tỷ đô la Mỹ tiền gửi ở SVB không có bảo hiểm. Để giải quyết vướng mắc này, cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang tuyên bố sẽ tìm cách bán tài sản của SVB để lấy tiền sau này trả cổ tức cho những khách hàng không có bảo hiểm tiền gửi. Được biết, SVB chủ yếu phục vụ giới nhân viên công nghệ và công ty khởi nghiệp. Australia và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng cũng như sớm hoàn tất thỏa thuận hợp tác kinh tế. Tuyên bố được Thủ tướng Australia đưa ra ngày 10 tháng 3 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ tại thủ đô New Delhi. Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định tăng cường hợp tác giữa Canberra và New Delhi là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn. Ông cho hay hai nước cũng nhất trí sớm đạt được thỏa thuận hợp tác kinh tế toàn diện vốn chưa thể đi đến thống nhất trong các cuộc đàm phán suốt hơn một thập kỷ. Thủ tướng Modi và tôi đã thảo luận về môi trường an ninh toàn cầu ngày càng bất ổn và cam kết tăng cường quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng Australia-Ấn Độ để giải quyết những thách thức chung và hợp tác hướng đến một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, ổn định và thịnh vượng. Về phần mình, Thủ tướng nước chủ nhà Modi nhấn mạnh hợp tác an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Ấn Độ và Australia. Đồng thời cho biết Canberra cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho công dân của quốc gia Nam Á này. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về sự cấp thiết giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và ủng hộ thực thi thỏa thuận Paris. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng Australia tới Ấn Độ kể từ năm 2017. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.